Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Chính sách dân tộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý vị khán giả cùng nhìn lại vai trò của các ngành với công tác dân tộc hiện nay. Bên cạnh đó là chính sách dành cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chính sách cấp phát ấn phẩm báo chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đầu năm đến nay đã có trên 121.000 ấn phẩm báo chí được cấp phát cho người dân. Có 18 loại ấn phẩm báo tạp chí được cấp phát như báo Dân tộc và Phát triển, báo Đại đoàn kết, báo Nông thôn Ngày nay, báo Sức khỏe đời sống, báo Bắc Cạn, báo Nông nghiệp Việt Nam, báo Nhân dân. Các ấn phẩm được cấp phát đã truyền tải kịp thời thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn để tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cung cấp những kiến thức về khoa học kỹ thuật, các mô hình phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã được cải thiện đáng kể. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 92% đồng bào dân tộc thiểu số có phương tiện đi lại là xe mô tô, xe máy và trên 5% có ô tô. Cùng với đó là sự phát triển của hệ thống giao thông nông thôn hiện nay đã đi đến tận các thôn bản vùng cao, đi vào các ngõ ngách, đường nội đồng, đường lâm nghiệp. Tùy thuộc vào điều kiện của gia đình và điều kiện hệ thống đường giao thông mà người dân lựa chọn các loại xe phù hợp với mục đích và nhu cầu sử dụng, qua đó cho thấy khi có phương tiện giao thông, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện, giúp giảm sức lao động, hỗ trợ quá trình sản xuất được thuận lợi hơn. Đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Những kết quả quan trọng, toàn diện của công tác dân tộc mà tỉnh Bắc Cạn đạt được những năm qua cho thấy sự đúng đắn và hiệu quả của các chính sách mà Đảng, Nhà nước đã ban hành. Cùng với đó là sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Để thay đổi nhận thức của người dân, các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tập huấn khoa học kỹ thuật, thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, v.v. Mô hình phát triển cây dẻ ván do Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn hỗ trợ xây dựng tại huyện Ngân Sơn là một ví dụ điển hình, thể hiện vai trò của ngành đối với công tác dân tộc hiện nay. Cây này, dự án này là mới đưa về thì địa phương này thì cũng đang trồng thử nghiệm. Còn sau này thì nó phát triển quả, thế này chỉ biết, mà hiện tại là nó phát triển tốt. Cái dẻ bản địa mình trồng thì nói chung là được, là không phải chăm sóc nhiều, chỉ có mỗi năm là mình chỉ đi phát xới cỏ xung quanh gốc là đến thu hoạch thôi, thì là so với các loại cây khác là kinh tế nó lớn. Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn có vốn phát triển sản xuất, thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đã có hàng nghìn hộ dân được vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng công trình nước sạch, mở rộng đất sản xuất, chuyển đổi nghề. Và để phát triển trong cái lĩnh vực kinh tế hộ gia đình thì đối với xã thì đã tạo cho các hộ gia đình, cá nhân trên cái địa bàn được tiếp cận các nguồn vốn của nhà nước, để là từ đó có cái nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế gia đình. Và trong cái thời gian vừa qua thì đối với các hộ nhân dân ở trên địa bàn xã Yên Phong thì cơ bản là đã sử dụng các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế tương đối hiệu quả. Cùng với đó, các chính sách về y tế cũng được ngành y tế thực hiện tốt. Hiện nay 100% người đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được ngành y tế của tỉnh duy trì và từng bước nâng cao về chất lượng. Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh cũng có nhiều tiến bộ, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tiếp tục được duy trì thực hiện. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở các địa phương trong tỉnh. Thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng cường các buổi đưa thông tin về cơ sở, xây dựng các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, làng văn hóa, tổ chức nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật. Là một thành viên của đội văn nghệ tuyên truyền của động xã Bằng Thành, tôi rất là vinh dự cũng như là phấn khởi khi được đem những cái thông tin đến cho bà con thông qua những cái buổi tuyên truyền. Cũng trong nhân dịp tuyên truyền thì cũng mong muốn là đội sẽ được duy trì và phát triển để phục vụ nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Có thể nói, công tác dân tộc được triển khai toàn diện, có hiệu quả trên tất cả các ngành, lĩnh vực đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh Bắc Cạn hiện có trên 1.300 người có uy tín được các địa phương suy tôn. Xác định vai trò quan trọng của người có uy tín, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là buổi tập huấn kiến thức cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,
do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vừa qua. Những đợt tập huấn như thế này là một phần của những chính sách được thực hiện với người có uy tín, giúp người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có thêm thông tin, kiến thức về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện tại địa phương. Vâng, chúng tôi nghĩ là tập huấn của nhà nước đề ra này là rất là cần thiết. Tôi sẽ truyền tải những thông tin được học tập trong tập huấn hôm nay, thì tới đây về sẽ truyền tải lại về cho các bà con nhân dân trong địa phương được nắm bắt và hiểu biết được hết. Hiện nay, người có uy tín được hưởng 4 chế độ chính sách là cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, đón tiếp, tặng quà các đoàn, đại biểu người có uy tín đến thăm, làm việc và chế độ khen thưởng. Trong đó, gia đình người có uy tín bị hỏa hoạn, thiên tai, gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng một gia đình. Trong năm qua, các chế độ chính sách với người uy tín được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức tốt chế độ thăm hỏi cho người có uy tín bị ốm điều trị tại tuyến tỉnh. Đơn vị cũng tổ chức biên soạn in ấn, phát hành sổ tay cho người có uy tín, đồng thời phối hợp thực hiện tốt việc cấp phát bằng tạp chí cho người có uy tín theo quy định. Thời gian vừa qua thì đối với cái chính sách dân tộc người uy tín thì bản thân cũng được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương thì cũng được thường xuyên quan tâm đến bản thân. Ví dụ như ốm đau đi nằm viện cũng được Ban Dân tộc tỉnh, huyện thăm hỏi, rồi là động viên kịp thời về cái tinh thần. Việc thực hiện các chế độ chính sách cho người có uy tín đã góp phần động viên, khuyến khích người có uy tín phát huy mọi khả năng trong việc vận động, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng trong mọi công việc chung là đánh giá của người dân ở thôn Nạm Dất, xã Tân Sơn về ông Bàn Văn Thanh, một người có uy tín tiêu biểu ở địa phương. Tuyến đường giao thông nông thôn này của thôn Nạm Dất được thực hiện trong gần một tháng là hoàn thành. Quá trình triển khai vận động người dân tham gia góp công hiến đất được thực hiện nhanh chóng, vì người bí thư chi bộ Bàn Văn Thành đã tuyên truyền cho người dân hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công cuộc xây dựng nông thôn mới là xây dựng cho chính người dân hưởng lợi. Do vậy, nhiều hộ đã ủng hộ góp công, hiến đất để làm đường. Ngay gia đình ông Thành cũng hiến hơn 100 mét vuông đất để bà con trong thôn noi theo. Hơn 60 tuổi đời, nhưng ông Thành được bà con trong thôn bầu làm người có uy tín và cũng là bí thư chi bộ của thôn đã hơn 20 năm. Tinh thần trách nhiệm với công việc, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của thôn là yếu tố tạo nên sự tin tưởng quý mến của người dân Nạm Dất với ông Thanh trong nhiều năm qua. Cảm thấy là chú phát huy được cái vai trò người uy tín cũng như người lãnh đạo, người bí thư chi bộ. Bản thân công tác thì chú là người có kinh nghiệm lâu năm và gần gũi sát thực với bà con. Trong mấy năm nay thì là xã Tân Sơn thì cũng thực hiện nhiều công trình nông thôn mới, chương trình 1-3 năm xây dựng nông thôn mới, công trình làm đường liên thôn. Thì chú trong thời gian qua là cũng là người đứng đầu với cùng với trưởng thôn là đang phát huy cái vai trò là tập kết kết nối bà con và cùng nhau góp người tất cả người những cái hộ trong nhân dân là đoàn kết góp công để xây dựng công trình nông thôn mới. Trong hơn 20 năm làm bí thư chi bộ, ông Thành đã cùng bà con trong thôn xây dựng đời sống văn hóa mới, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bằng việc vận động thực hiện mô hình kinh tế hiệu quả như trồng rừng, phát triển rừng, xây dựng hợp tác xã. Thôn Nạm Dất hôm nay thực sự khoác lên mình chiếc áo mới, nhiều ngôi nhà xây kiên cố đã mọc lên, nhiều phương tiện giao thông, đồ dùng gia đình hiện đại được mua sắm, làm thay đổi bộ mặt của thôn. Và bản thân tôi là lãnh đạo, vừa lãnh đạo người uy tín của thôn, tôi lãnh đạo bí thư chi bộ, cố gắng vận động bà con theo cái hướng chỉ đạo của đất nước, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, là cố gắng vận động bà con làm cái gì làm được thì làm cho bà con, hướng dẫn làm ví dụ đất đai, làm là trồng cây gì con gì đấy, để hướng dẫn bà con đi vận động bà con nuôi và chăn nuôi và thực tế làm kinh tế trong gia đình, mà đủ đảm bảo trong đời sống kinh tế của gia đình. Từ những đóng góp cho người dân ở thôn Người Giao Nạm Dất, đã nhiều lần ông Bàn Văn Thành được nhận giấy khen của địa phương vì thành tích hoàn thành xuất sắc công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Chuyên mục chính sách dân tộc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.